Hi, chào mọi người. Hôm nay thì mình quay lại mình làm clip tiếp tục cho kênh Rich Kid Trading. Hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cảnh báo về các cái trò lừa mới hiện tại đang còn tại bên ngoài, với mục đích là trong năm 2020 mình không muốn thấy bất kỳ anh em nào sẽ dễ dàng bị ở ngoài lừa nữa. Và nội dung thứ hai là chúng ta sẽ nhận định về đồng EKH. Và EKH là một trong bốn đồng mà mình đang báo các anh em bên nhóm học viên cần phải mua chữ, thậm chí chữ mạnh nữa trong năm 2020 đấy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính. Đầu tiên thì vừa rồi mình cũng khá buồn khi nhận được một số cái phản hồi, một số cái tin từ ở ngoài cộng đồng. Thì các bạn ấy nhắn với mình là các bạn ấy vừa bị lừa. Ở ngoài hiện đang có nhiều người, nhiều cái cách lừa, ví dụ như phát cái kênh của Rich Kid Trading. Thì thông qua clip này mình cũng xin nhắc lại luôn với các anh em, anh chị em chúng ta, Rich Kid Trading thì hiện giờ kênh Rich Kid chính của chúng ta đang có hơn 6.000 member. Như những clip trước các bạn cập nhật theo dõi thì các bạn đã biết là đến thời điểm này thì cái kênh Rich Kid Trading được user member tăng lên hầu như rất là nhanh, cực kỳ nhanh đấy. Và đây là link chính của kênh Rich Kid Trading của chúng ta đây nha, Rich Kid Trading và có S các bạn lưu ý, và chỉ có một admin duy nhất Kenzo. Các bạn mọi vấn đề gì các bạn cứ liên hệ bạn này sẽ là phụ trách chính đấy. Và nhắc lại lần nữa là anh em admin chúng tôi không bao giờ tự động BM với bất kỳ thành viên member nào cả. Chỉ có các bạn BM mình hoặc là gửi lời góp ý, hoặc là gửi những cái yêu cầu như là mình cần làm về chủ đề halving, cần làm về phân tích kỹ thuật gì đó, thì anh em chúng tôi tổng hợp lại và sẽ làm những cái clip nói về chủ đề ấy, chia sẻ về kiến thức ấy cho số đông đấy. Và các bạn nhớ, mọi thông tin các bạn chỉ liên hệ đúng một bạn admin này thôi, không có bất kỳ người nào khác. Bởi vì vừa rồi các bạn ở ngoài cộng đồng ấy, các bạn ấy có BM mình là đến thời điểm hiện tại thì mình đếm đã được bốn bạn bị một cái bạn bên Nick Kakalot. Mình không biết bạn ấy là ở đâu xuất hiện và đang phát cái kênh Rich Kid Trading của chúng ta, và đã lừa hơn bốn bạn rồi. Một bạn thì không nói số tiền, nhưng còn bốn bạn còn lại ấy, thì đã bị lừa từ 5 triệu đến 10 triệu. Thì các bạn hãy cảnh, mình cũng thông qua clip này mình cũng muốn cảnh báo lên các anh em hãy cẩn thận. Nếu như các bạn thấy bất kỳ cái kênh nào mà nó phát cái kênh Rich Kid Trading, thì một là bạn hãy báo ngay admin của cái kênh mà những cái người đó đang spam. Hai, để admin phụ trách cái kênh những cái group khác ấy họ biết, và họ kích cái người thành viên đó ra để tránh nó lừa. Hai là tức là khi chúng ta join vào bất cứ cái channel nào, bất kỳ cái group nào, chúng ta để ý cái số lượng member, những cái số lượng member mà nó ít người quá thì khả năng phát rất là cao. Mình nghĩ đây là một cái việc cực kỳ đơn giản, nó cũng giống như Facebook, nhiều người cũng phát các văn nghệ sĩ, nhưng mà nhìn lại cái lượt view, cái lượt member, cái lượt theo dõi của họ không có nhiều, thì chúng đó là một trong những cái kỹ năng mình nghĩ cũng là khá cơ bản để cho chúng ta lưu ý và không bị lừa bởi những cái thành phần này đấy. Cũng thông qua clip này, mình cũng muốn gửi đến cho những cái bạn mà hiện đang có những cái hành vi xấu như là phát kênh người khác, hay là tại vì ngoài kênh của mình cũng có một số bạn admin cũng đang bị phát, nhất là riêng bạn Kakalot, thì mình cũng muốn nhắn nhủ luôn là không nên làm cái việc ấy. Tại vì thật ra cái việc mà phát kênh nó không có giúp cho chúng ta giàu, nó không giúp cho chúng ta giàu một bữa hai bữa, chả là gì cả đâu, và không làm cho mình giàu đâu. Mình lấy chỗ này mình cũng sẽ bị mất đi chỗ khác thôi. Đó là quy luật của xã hội này. Cái quan trọng là hãy đầu tư vào cái chiếc xám trong đầu. Và dù cho chúng ta phát kênh cỡ nào, nhưng mà trong cái group của chúng ta, nếu như chúng ta không có cái chất, không có cái chất lượng, không có những cái kiến thức để hỗ trợ cộng đồng, thì dần dần cộng đồng cũng rời xa chúng ta. Cho nên đó chỉ là một cái việc ngắn hạn, và nó không làm cho chúng ta giàu. Và những cái hành động đó nó chỉ làm hạ thấp con người chúng ta thôi. Và vẫn có một câu nhắn nhủ là thổi tắt nến của người khác không làm cho chúng ta sáng hơn. Cho nên cũng không qua clip này mình cũng muốn cảnh báo đến các anh em, nếu thấy những cái kênh như vậy hay là những cái group như vậy thì hãy giúp mình report
để tránh mình không muốn là sẽ có những cái những người thứ năm, người thứ sáu là lại bị mất tiền, bị lừa đảo bởi những cái trò này. Bởi vì có những bạn, các bạn biết là họ là phụ nữ, họ không rành, thì họ vào và họ tưởng đây là kênh chính, một số cái kênh fake là kênh chính, và họ bị lừa vào những cái group VIP. Và đến bây giờ bên Rickhead Trading nhắc lại là không hề có group VIP. Rickhead Trading chỉ có một kênh chính và thêm một kênh nữa là kênh về Marine. Đây là cái kênh về Marine, là anh em ai đánh bên Marine, bên NAPX, thì chúng tôi có làm một cái kênh. Và việc join vào kênh rất là dễ, các bạn chỉ việc liên hệ cái bạn Kenzo phụ trách chính, bạn sẽ hướng dẫn chúng ta là đăng ký tài khoản dưới cái link của bên anh em bên team NAPX, thì chúng ta có thể join vào kênh này. Và kênh này mỗi ngày, mỗi sáng anh em chúng tôi đều cập nhật cái xu hướng, từ xu hướng ngày cho đến những kèo ngắn hạn. Đấy, ví dụ như sáng nay mình cho anh em xem. Đây là cái group của học viên lớp online. Mình có báo anh em, và cái group này mình cũng, ngoài cái group này ra mình cũng báo luôn cho mọi người là BKC nè, các bạn nhìn không ạ? BKC ở chạc 1 giờ phân kỳ vào lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng giá đang lập một cái đỉnh mới, đúng không ạ? Và sau đó nó xuất hiện hai cây nến đỏ. Đến cây nến thứ 2, thứ 3 là nó, lúc đó nó cầm 6 giờ sáng thì mình đã phát hiện nó có một cái phân kỳ, tức là giá tăng mà cái RSI nó đang giảm hoặc là đi ngang. Và RSI nó lại chạm ở cái vùng 70 và đang có xu hướng rớt xuống. Thì lúc này, thời điểm đó ai, mình có nhắn, có viết một cái này là ai thức thì có thể sell cái cây nến này. Và các bạn nghĩ là nếu lúc đó chúng ta sell thì cái giá này nó đang trên 9.500, đúng không ạ? Và sau đó nó rớt đến cái đoạn này là 9.300. Đấy, 9.300 thì đã ăn được một cái đoạn rất là dày ở điểm này. Đó là cái kênh bên Marine, kênh riêng về bên Marine. Và có những cái kèo lướt ngắn hạn. Còn đây là cái chạc LTC, gần đây nhất là cái chạc EKH, cái chạc BKC chứ. Đây, mình báo các anh em, mình có báo các anh em ở đây. Đây, mình có báo là phân kỳ. Trong đây mình có gửi cái hình, mình báo với mọi người là nếu BKC chạc 1 giờ, anh em chú ý giá đang chạm EMA 89, đồng thời RSI cũng tạo RSI xuống vùng 30 hay là dưới thì bay lên rất đẹp. Thì mình đã cảnh báo, mình còn nhắc trước bên kem là các anh em là, tức là khi BKC nó đang hồi về, nó sẽ chạm cái vùng EMA này nè, nó chạm ở chỗ này nè, thì đồng thời RSI nó cũng sẽ nằm ở cái đoạn 30 là cái nơi quá bán, thì lúc đó chúng ta có thể bắt lại một cái lệnh bay ở đây. Đấy, và vừa rồi cái lệnh này thì bắt đầu giá nó lại đi đúng chuẩn, các bạn thấy không ạ? Nó chạm về lay, nó bật lên, và RSI nó cũng đang chạm gần cái vùng 30 và đang móc đầu lên. Và anh em ai đã bắt được cái đoạn này, anh em ai trong group Marine cũng như cái group về học viên thì cũng đã ăn được những cái kèo như vậy. Và ngoài ra thì mình cũng nhắn nhủ luôn với mọi người là ở ngoài thị trường, ngoài những cái trò lừa như là fake kênh một cái kênh lớn nào đó của cộng đồng, thì còn có những cái kiểu fake, giống như là nó sẽ tạo ra một cái group chat, nó kéo member. Hiện nay có một cái tool, có những cái tool mà nó sẽ kéo ép member vào, nhưng nó chỉ ép vào được những cái group chat thôi, còn riêng channel thì nó không có ép được, cái tool đấy nó không ép được. Ví dụ đây là channel thì không ép được, phải không ạ? Còn có những cái group chat thì nó sẽ ép được. Chính vì những cái lý do đó, và ở ngoài cộng đồng nó quá nhiều trò fake, cho nên nói luôn với các bạn là chúng tôi không muốn tạo những cái group chat, chúng tôi chỉ tạo channel. Tại vì sao? Nếu mà mình tạo group chat ấy thì sẽ có nhiều người ta vào, người ta làm quen và người ta học những cái văn phong, người ta fake chúng tôi, người ta đi lừa các member, cho nên chúng tôi không muốn chat, chủ động chat với member, cho nên không muốn tạo group chat nữa, là như thế. Cho nên cũng nói luôn cho các anh em thông cảm. Và Rickhead Trading hiện giờ không có group chat, chỉ có channel, một cái channel, và một cái channel nữa là cái channel Marine dành cho các anh em ai vào, ai đánh bên Marine thì đăng ký, chỉ có hai cái channel đó thôi. Và có những cái channel, có những cái group như họ kéo member vào, họ kéo member vào xong rồi họ tự tạo một cái nick ảo là admin, một cái nick mua bán. Như vừa rồi có một bạn báo với mình là có những admin ở ngoài, có những cái người ở ngoài họ lấy những cái tin trong đây nè, xong cái họ cập nhật, họ quăng vào cái channel của họ. Sau đó những cái người mà mới vào họ không biết ấy, thì họ thấy ông admin đó cập nhật đúng, nhưng mà không hề biết là họ đang lấy những cái tin, họ đang dùng cái ẩn cấp những cái tin trong cái kênh Rickhead Trading chính của chúng tôi.
và dần dần tạo lòng tin, và sau đó họ lại bán những cái khóa học hoặc là mở cái group VIP mỗi người vào một tháng thu 3 triệu năm. Và một lần nữa khẳng định, group Rich Kid Trading chỉ có hai cái channel chính, là một là channel này Rich Kid Trading có ad, hai là một cái channel nữa là bên Marine, dành cho các anh em đánh bên Marine. Ai có nhu cầu thì liên hệ bạn Kenzo để đăng ký. Đây, nick của bạn mình nhắc lại. Và nếu các bạn thấy ngoài hai kênh này ra có những cái kênh nào mà nó fake cái kênh Rich Kid Trading thì các bạn report giúp cho chúng tôi để tránh những người sau không bị lừa. Ngoài ra thì còn có một cái lớp, có một số bạn có hỏi về cái lớp online thì nói luôn là hiện giờ mình chưa có mở, mình cũng không muốn mở. Để đào tạo xong một cái nhóm F1 của lớp online xong, lớp online F1 xong thì bắt đầu có mở lớp F2 hay không thì vẫn còn đang suy nghĩ. Bởi vì mình cũng đang lo ngại là một số bạn vào học xong rồi lại đi dùng những kiến thức đó ở ra ngoài làm lừa những cái người khác nữa thì mình không muốn. Đây cũng là một trong những cái hình ảnh mà mình cũng sẵn show ra luôn cho các bạn xem. Trong cái nhóm học viên, các bạn đây là thời gian từ cái lúc mà BKC ở cái ngưỡng là 7k 6k là mình đã báo anh em mua, sau đó BKC lên 10k mình mới báo mọi người là ai đã mua được mà 6k 7k bắt đầu xả dừng, và hay không ạ, họ đã xả dừng và bây giờ họ đang mua lại. Đây là một trong những cái kênh từ trên cái group của anh em học viên đây. Trước đó mình có báo mọi người nè, ngưỡng 7k 8k gom dần, vừa rồi ai gom được dưới 7k 6k thì nhớ đừng có xả, qua code sẽ lên 9k. Thế thì các bạn có thấy bây giờ có phải là BKC nó đã nằm ở cái ngưỡng là 9k 3 cho đến 9k rưỡi không ạ? Thấy không ạ? Và đây là những cái kênh mà mình đã báo từ rất lâu cho các anh em đánh bên exchange hold họ mua. Thậm chí các bạn biết có những cái chị là đã mua được BKC từ cái giá là 6k 5 năm. Đấy, nè, hôm mà em bảo BKC rớt đó, vậy mà khớp. Có những cái bạn bên nhóm học viên họ đã mua được cái giá đó rất tốt rồi và đến bây giờ họ vẫn chữ. Ngoài ra thì tôi cũng đã có đưa một cái chiến lược, mình cũng đã có đưa một cái chiến lược là mỗi tuần mua một cái lượng BKC nhất định. Ví dụ mỗi tuần thì bỏ 500 đô đúng không ạ? Mua BKC dần dần đến thời điểm này thì các bạn xem lại những cái clip cũ mình hướng dẫn cái phương pháp đó thì chắc chắn với các bạn luôn, các bạn đi một lộ trình là một năm, 6 tháng một năm thì chắc chắn các bạn không thể nào mà lỗ nếu như các bạn mua đều một vot với một cái lượng nhất định theo tuần mua BKC đấy. Đây nè, các bạn thấy cái thời điểm mua mà mình đã mua được 1/2 cái lượng UTT, còn lại canh mua với giá 7.000 và 6.900. Thấy không? Gom hàng thời điểm đó anh em chúng tôi trong cái lớp học viên đã gom hàng rồi. Còn đây cũng là một trong những cái hình ảnh mà trong cái nhóm anh em học viên họ học và họ tự đánh đây. Đây là cái lệnh trong lệnh là mình đánh trong cái lớp học viên mình đánh. Còn đây là một số cái lệnh mà anh em học viên đánh đây nè. Đây là cái lệnh mà mình cho kèo mọi người về con BKC, thì tí mình sẽ giải thích về cái này. Đây BKC cái thời điểm vừa rồi là nó là 8k6 thì mình đã báo nó đang thoát khỏi sóng 4 và đang đi gần như sóng 5, mà sóng 5 của Elliott thì sẽ không biết nó dừng lại ở cái ngưỡng nào trên này, đúng không ạ? Cho nên đây là một cái vùng quan tâm là 9k3 cho đến 10k3, đây là một cái vùng quan tâm và nó có một cái tín hiệu giao cắt này nè. Thời điểm đó mình đã báo các anh em là chuẩn bị giá nó xuống thì mua, và cái sóng 5 này khả năng nó sẽ đi bằng hoặc là trên thằng sóng 3 này đấy, và nó sideways một chút với cái đà và đà FOMO, với cái đà của halving Bitcoin này thì giá nó sẽ còn bay lên nữa, thấy không ạ? Đây là cái lúc mà mình cho các anh em mua đấy. Rồi đây là một số những cái lệnh của các anh em bên nhóm học viên vừa rồi họ đã học được 4 trên 10 buổi online và họ tự đánh đấy. Đây mình cũng cho các bạn xem luôn 100 mấy%, 200 mấy%, thậm chí họ đánh cả bên FX, thấy không ạ? Họ dùng những kiến thức đó đánh cả FX. Và vừa rồi trước code thì mình cũng đã báo các anh em mình học viên trước code ấy là đã gom USD nó lúc đó nó đang là 22.8, mình báo mọi người là nhập mạnh tay. Thế thì bây giờ USDT giá bao nhiêu chúng ta xem thử nhé.
chúng ta xem thử. Remy, hai mươi ba chấm hai thấy không ạ, 22.9. Thế thì nếu như thời điểm đó mình báo mọi người nhập hàng với cái mức giá là 22.8, tức là chúng ta bỏ tiền Việt Nam đồng ra chúng ta mua thì cái giá nó là 22.8, mà chúng ta mua là sẽ tính giá xanh, tức là thời điểm đó giá xanh của nó đang là 22.8, thấy không ạ. Thế thì lúc đó nếu như ai chỉ cần mua USDT thôi, đến thời điểm này không cần chê chét gì hết, cứ 1.000 đô, 1.000 đô là chúng ta có khoảng bao nhiêu ạ, có khoảng 400 đến 500 nghìn, thấy không ạ. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đây, đây rồi, đây cũng là một trong những cái lệnh bên cái nhóm group chat của học viên chúng ta. Các bạn ấy đánh ít người mà các bạn ấy được gồng đang luyện gồng lên 48%, thấy không ạ. Và tại sao mình show cái clip này, bởi vì mình biết là những cái clip mà mình làm mình up trên kênh YouTube thì có những cái thành phần xấu họ vẫn âm thầm họ xem, thậm chí cái bạn Kakalot đấy bạn cũng đang xem. Và ở đây mình muốn show ra để làm cái gì, chả gì cả, chỉ muốn cho mọi người, cộng đồng và chính cái bạn Kakalot đó biết một cái điều là quan trọng là cái chất nằm bên trong cái channel, chứ không phải là chúng ta đi vay mượn cái tên tuổi, đúng không ạ. Chúng ta đi vay mượn cái hình ảnh để đi lừa người này lừa người khác, và những cái đó nó không làm cho chúng ta bền vững. Cho nên nếu còn đang suy nghĩ đó thì chúng ta vẫn sẽ còn nghèo dài hạn. Đấy, ở đây muốn show ra cho các bạn biết là những cái group ấy, những cái group lớn không phải là khi không họ tạo ra được một cái lượng member lớn như vậy, họ phải có một cái giá trị nhất định thì member họ mới theo đến cần thời điểm này. Nếu họ không nhận member không nhận được những cái giá trị tốt, những cái giá trị nhất định thì member đã không theo đến thời điểm này. Cho nên cơ bản cái việc mà những cái bạn mà đi spam rồi đi fake kênh người khác á, nó không có lâu dài, tại vì họ không hiểu cái gốc của vấn đề nó nằm ở đâu. Đấy rồi, thế là xong cái nội dung thứ nhất thì mình báo mọi người. Bây giờ cái nội dung thứ hai cũng như nhận định cũ, cũng như những cái clip cũ, thì chúng ta sẽ nhận định về BKC và ETH cho xu hướng sắp tới như thế nào. Và cũng xin nhắc lại, đây là những một trong những cái ý kiến nhận định quan điểm cá nhân, không với cái mục đích là đầu tư hay mua bán. Cho nên các bạn cứ xem xét những cái chia sẻ của mình, nếu thấy phù hợp hay không phù hợp thì không phù hợp thì các bạn cứ bỏ qua, nếu thấy phù hợp thì ok các bạn có thể nghe theo, nhưng hãy có trách nhiệm với chính cái quyết định của mình. Bởi vì vị thế mỗi người của anh em chúng ta mỗi khác, thấy không ạ. Có người thì dùng cái tiền này là một cái tiền nhàn rỗi để đầu tư, có người thì dùng cái tiền này là tiền đầu tư này là tiền lương của chúng ta, có người thì lại dùng cái đồng tiền đi vay mượn của xã hội đen, của băng, của ngân hàng để đi đánh. Cho nên vị thế mỗi người mỗi khác, và mình vẫn khuyên các bạn là hãy xem đây là một cái ý kiến tham khảo, chứ không vì một cái mục đích đầu tư. Rồi quay lại, chúng ta sẽ nhận định về BKC. BKC ở một cái chạc ngày, chúng ta nhìn anh em chúng ta nhìn, có phải là bây giờ BKC nó đang đi rất là chuẩn cái trend, rất là chuẩn cái trend, các bạn thấy không ạ. Mình vẽ một cái đường trend từ đây, đây để mình zoom lên cho mọi người thấy. Mình vẽ một cái đường trend là đi qua một đỉnh nè, thấy không ạ, hầu như là gần hai đỉnh, ba đỉnh nè, hai đỉnh, ba đỉnh nè, thấy không ạ. Ở đây nè, đấy, đến cái đấy nè, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy là BKC nó đang đi khá bám khá sát với một cái đường trend này. Và vừa rồi giá của BKC nó đã break ra, phá ra được cái đường trend này và nó quay lại. Nếu như chúng ta xét cái đường trend là cái đường trend, xét cái yếu tố là đường trend ở trên màu trắng ấy, thì giá nó đã, BKC đã phá cái đường trend giảm này rồi và nó xác lập xu thế cân, và nó đang quay lại, nó test cái đường trend màu trắng này rồi nó bật lên, các bạn thấy không ạ. Và những cái trường hợp mà giá nó phá cản như vậy và nó quay lại, nó phá cái đường trend và nó quay lại, nó test trend thì nó bật lên như vậy thì nó sẽ lên khá cao. Và lên bao nhiêu thì chúng ta sẽ lại dùng cái Fibonacci đo, dùng như thế nào thì các bạn xem là những cái clip cũ mình có hướng dẫn kiến thức chia sẻ trên đấy. Rồi, đó là nhận định về BKC. Và với một cái tư duy của Sonic A thì BKC hiện tại ở chạc ngày nó đang nằm trên cái dãy Sonic, thì nó thể hiện cho một cái xu thế ăn rõ ràng, thì cái việc của chúng ta là chỉ có canh xuống mà bay lên thôi, chứ không nên sell. Sell là đang đi ngược với đà chính. Đấy. Và xét ở một cái đường trend trắng, đường trend ở dưới nè,
các bạn thấy không ạ? Thì nó cũng đang tạo ra, nó cũng đã tạo ra một cái phá trend, nó phá lên, xong nó quay lại nó test và nó test cái cụm EMA này. Khi nó test cái đường EMA này, cái thời điểm này thì mình có báo các anh em học viên, đây nè, 8.300 mấy đúng không? Mình có báo mọi người là mua vào, tại vì sao? Tại vì lúc đó là nó đang quay lại, thứ nhất nó test cái đường trend. Cái thứ hai là nó đang test cái đường, cái cụm EMA, thì cái cụm EMA này đóng một cái vai trò là một cái cụm, một cái nơi hỗ trợ rất mạnh cho đường giá, và giá nó chạm nó đã bật lên, thấy không ạ? Nó đã bật lên. Thế thì hiện giờ vừa rồi giá nó lên cái ngưỡng này thì mình có báo là nó sẽ sideways ở những cái clip trước ấy, mình có báo nó sideways. Tại vì sao? Bởi vì mình nhìn thấy nó có một cái cản nhỏ ở đây, và hiện giờ BKC nó đang sideways và dự kiến là trong vòng khoảng 1-2 ngày tới đấy, nó vẫn sẽ sideways ở cái đoạn này. Sau đó nó phải đợi một thời, nó sideways đợi tích lũy đủ cái lực. Tại sao gọi là tích lũy đủ cái lực? Các bạn hình dung ở cái đoạn này nè, cái đoạn này là những cái người, chúng ta hãy đặt chúng ta vào vị thế của những cái nhà giao dịch đã mua BKC ở thời điểm này, sau đó nó rớt khủng khiếp. Các bạn còn nhớ cái giai đoạn này không ạ? Cái giai đoạn này chắc ai cũng sẽ nhớ nè. Nó rớt, lúc đó là mình có báo, mình có làm một cái clip cảnh báo là BKC sẽ rớt đấy. Và sau cái clip đó đúng một ngày, chưa đến 24 giờ sau là nó rớt khủng khiếp. Các bạn xem là những cái clip trước các bạn sẽ thấy, thấy không ạ? Và đến thời điểm này những cái clip mà tôi làm, mình làm hầu như là dự báo cực kỳ chuẩn, tỷ lệ sai hầu như đến bây giờ là cực kỳ ít, hầu như không có, các bạn thấy. Cho nên nếu chúng ta đóng vai trò là chúng ta là những cái người mà kẹt hàng ở cái cụm này nè, mà sau một khoảng thời gian nó rớt kiểu này, chúng ta không thoát hàng kịp thì lúc đó chúng ta cực kỳ hoang mang, đúng không ạ? Chúng lúc đó sẽ có hai dạng. Một là lỗ quá không chịu nổi nữa, cắt lỗ và nghỉ chơi, thấy không ạ? Thoát khỏi thị trường này. Hai là những người chưa cắt lỗ, họ vẫn còn giữ, và bây giờ giá nếu như quay lại thì lúc này chúng ta cần phải nhìn thấy được là một cái đám hàng trên đây nè, nó phải xả xuống, nó xả hàng xuống, nó thoát hàng, thì cần phải nhìn thấy được một cái lực mua ở dưới nó mua lên, nó phải gom, nó phải mua hết cái lượng hàng trên này thì giá nó mới có cơ hội nó bay lên, đúng không ạ? Thì lúc đó cái phe mua nó phải mạnh hơn cái phe bán ở chỗ này nè, hay còn gọi là phe bò, nó phải đủ mạnh, nó hút lên đủ mạnh, hút lên so với cái lực của con gấu trên này, phe gấu nó tán xuống, nó tán giá xuống đấy. Tức là khi giá chạm điểm này thì bắt buộc nó phải sideways, cứ nó phải sideways một thời gian giống như vậy nữa nè, để làm gì? Để ở cái đoạn này nè, những cái người mà xả hàng họ xả hết rồi, lúc đó từ chuyên môn gọi là thị trường phân phối lại lệnh mua bán, những cái người mà kẹt hàng thì họ đã thoát hàng, và họ tiền ai về nhà nấy, những cái người chốt lời thì cũng đã chốt, đúng không ạ? Những cái người cắt lỗ cũng đã cắt ở dưới này, và những cái người chưa cắt lỗ thì bây giờ họ cũng đã thoát được hàng, lúc đó họ cũng yên tâm. Nhưng chính những cái người mà đã chốt lời hoặc là đã đến đây, họ đã thoát hàng hồi vốn đấy, khi giá của BKC á, khi mà họ được phân phối là lệnh mua bán rồi, thì lúc đó sẽ không còn cái lực bán trên này nữa, các bạn hình dung không? Họ đã thoát được hàng thì không còn lực bán, chỉ còn tồn tại lực mua thôi. Thì lúc đó cái lực mua nó sẽ mạnh nhiều hơn lực bán, thì lúc đó giá nó sẽ rớt lên, giá nó sẽ phá cái ngưỡng này. Đấy là phân tích tâm lý thị trường, giá nó sẽ phá cái ngưỡng này. Lúc đó khi giá phá được cái ngưỡng này rồi, thì chính những cái người mà đã thoát hàng ở lúc này nè, họ cầu Bồ Tát các kiểu ở đoạn này, đúng không ạ? Sau đó giá lên họ cắt hàng, lúc đó chính những người đó họ sẽ nhảy vào, họ mua giá cao hơn, thấy không ạ? Họ nhảy vào mua giá cao hơn, lúc đó họ lại báo là uptrend rồi, họ nhảy vào mua giá cao hơn. Đấy là một cái nhóm người. Và còn cái nhóm người mà đã chốt lời ở cái đoạn này mà họ mua, bây giờ lên mà họ chốt được lời đó, thì bây giờ giá nó phá được cái đoạn này, sau một khoảng thời gian giữ hàng bao lâu rồi họ phá được đoạn này rồi, thì họ lại nhảy vào mua tiếp. Cho nên khi giá phá được cái ngưỡng này rồi thì bắt đầu thị trường phân phối lại lệnh mua bán, thì những cái người mà đã thoát được hàng bây giờ họ đã ôm tiền, họ nhảy vào đầu cơ để họ tiếp tục cho cái cuộc chơi tiếp nữa. Đấy, và có một cái vùng lớn nữa nằm ở đây, các bạn lại để ý là một cái vùng lớn nằm đây, là nằm khoảng 9k rưỡi cho đến cái vùng cỡ 10k mấy, nằm ở vùng này. Đấy, và nhớ vùng này lại là một cái vùng kẹt hàng cực kỳ lớn, cực kỳ nhiều và cực kỳ dày đặc. Đấy, và chúng ta lại phải tiếp cái câu chuyện cũ như chỗ này, cần phải có thấy được cái đám trên này nó đã thoát được hàng hết thông qua những cái volume mua bán các kiểu, đúng không ạ? Thì mình có cập nhật phân tích trên cái kênh chính của Rick Hit Trading, thì các bạn chỉ việc lên đấy theo dõi trên đấy. Đấy là đối với BKC. Và với cái đà này thì mình thấy là với cái đà này, cái cản này nó thực sự không có quá mạnh. Bởi vì mình thấy được một cái lực mua hàng và một cái tin tức là sắp tới halving
BKC nó chuẩn bị halving. Và đúng theo lịch thì đâu đó tầm khoảng tháng 5 của 2020. Nhưng mà hiện giờ mình có xem các chỉ số về tốc độ đào, về độ khó của đào nó đang được tăng lên. Thế thì đến thời điểm này thì cái ngày halving nó đang được rút ngắn lại, nó đang được nhanh hơn là 13 ngày mấy rồi, có thể là 15 ngày rồi. Đấy. Thế thì với cái đà này thì cái đà halving nó sẽ đến sớm hơn tháng 5 là dự kiến của mình. Và hiện giờ ở ngoài cộng đồng mình thấy được một cái lượng, vừa rồi mình có báo các anh em bên group học viên là quan sát cái tâm lý ở ngoài. Thứ nhất là mình có một số cái cách để khảo sát cái tâm lý, thì sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn là mình quan sát ở ngoài những cái chợ đen. Những chợ đen thì lúc đó mình thấy được một điều là cái lượng USDT ở ngoài chợ đen bắt đầu đang được khan hiếm, bắt đầu đang khan hiếm là đang được gom hàng dừng. Thì các bạn nghĩ xem, nếu như những cái nhà đầu tư họ gom USDT họ làm cái gì? Họ không thể họ gom họ để không, đúng không ạ? Một là họ đẩy vào BKC hay EKH. Hai là họ đẩy vào Oncoin. Và dù cho họ đẩy vào một trong hai cái thì hai cái nhóm đó thì cái vốn hóa nó cũng tăng lên. Cái việc ấy thông qua cái gì? Thông qua USDT. Các bạn nhìn giá đô không ạ? Có phải là trước Tết ấy, trước Tết đô chúng ta nó đang giảm tầm khoảng 22.7, 22.8. Tại vì sao? Tại vì lúc đó hầu hết các nhà đầu tư họ ôm Bitcoin, họ bán ra đô và họ bán từ đô qua Việt Nam đồng luôn. Chính vì cái việc mà nhiều người bán đô ra Việt Nam đồng cho nên làm cho cái giá của Việt Nam đồng, giá của đô USDT ấy, nó giảm. Nhưng hiện giờ thì đô nó đang tăng dần, có nghĩa là nhiều người dành nhau mua thì làm đẩy giá lên, thấy không ạ? Và bây giờ mình đã nhìn thấy được là giá đô đang là 23.2. Sắp tới nếu như nó lên được 23.4, 23.5, thậm chí lên 24 thì thời điểm đó khả năng Bitcoin nó phá cái vùng này rất là cao. Các bạn lưu ý, bởi vì nó nói lên được cái tâm lý ở ngoài thị trường họ đang nhập hàng đô, nhập USDT vào ào ạt để họ nạp đạn, họ bắn vào USD, họ bắn vào BKC hoặc là bắn vào Oncoin. Đấy, cho nên đó là một trong những cách mà đánh giá tâm lý thị trường. Thì trong cái group học viên thì cô có chia sẻ 4 cách, thì đây chỉ là một trong 4 cái cách chính trong cái nhóm ấy. Đấy, cho mọi người quan sát. Đó là đối với BKC. Ngoài ra chúng ta có thêm một con nữa là con ETH. Đây, ETH USDT thì cũng ETH thì cũng tương tự như các bạn thấy đấy, thì giá ETH nó cũng đi theo một cái chạc, đúng không ạ? Nó đi theo một cái chạc của BKC. Đấy, nó cũng đi theo những cái chạc của BKC. Đây, ở đây ETH nó đi qua một đỉnh, đây đấy, giá nó cũng đã break ra được, nó phá rồi, lẽ ra cái đường giá này nó phải quay lại test đường trend này, nhưng mà nó đang được nhận bởi một cái lực nâng của cái đường Stonic, cái đường EMA 89 và 34, thấy không ạ? Ngoài ra ETH ở cái chạc một cái chạc tuần, chúng ta mở chạc tuần, chúng ta quan sát có một cái điểm lưng mình muốn mọi người lưu ý,